một hộp đông trùng hạ thảo sấy đối lưu của dược thảo Thiên Phúc, hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan tới thận, tiền liệt tuyến, phổi, tim, huyết áp, tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh tật tuổi già, tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Sản phẩm được bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Sấy đối lưu của dược thảo Thiên Phúc, hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan tới thận, tiền liệt tuyến, phổi, tim, huyết áp, tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh tật tuổi già, tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Sản phẩm được bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thiên Phúc, hỗ trợ điều trị các bệnh liên quan tới thận, tiền liệt tuyến, phổi, tim, huyết áp, tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh tật tuổi già, tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể. Sản phẩm được bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc.